Ông ấy tối nay cô ngủ lại đây nha. Dạ được chứ. Trên lầu 2 á, dạ, có phòng của khách. Có gì cô vô đó nghỉ tạm nha. À, em ngủ một mình hả? Hả? Sợ ma quá. Cô sợ ma hả? Dạ. Bây giờ về cũng được, mà ở cũng xong. Thôi tùy cô đi. Dạ. Lớn rồi mà. Lớn rồi mà. Lớn rồi có gì đâu ngại. Ngại gì cô? Dọn cho nó xong. Dạ. Vậy thôi tôi lên lầu tôi nghỉ nha. Dạ. Cô Yến, cô sao không? Tự nhiên chóng mặt quá ta. Khó thở quá. Khó thở quá. Có sao không cô? Đông ơi. Đông ơi. Tôi về. Em về rồi nè. Chồng ơi, nhớ anh quá. Anh nhớ em không? Nhớ chứ sao không nhớ. Thôi, nhưng mà hả, hồi nãy em bước vô nhà em bất ngờ luôn á. Sao bất ngờ? Sao nhà sạch sẽ dữ vậy? Anh dọn á hả? Trời đất ơi, sao anh dọn được? Anh thuê người dọn. Ồ, ai đây? Cô dạ. Yến. Ủa? Chị. Ủa là em á hả? Dạ. Em dọn hết nguyên cái nhà này hả? Dạ. Cô dọn từ sáng giờ á. Mà em ơi, tội nghiệp lắm, hồi nãy cô xây sẩm mặt mày luôn. Chắc là làm việc kiệt sức á. Có sao không cô? Khỏe rồi. Cha, khỏe có rồi. Sao không em? Dạ không, dạ không, khỏe rồi. Uống miếng trà cái tỉnh liền, khát nước, khát nước. Được việc quá đúng không anh? Không ấy, chị tính là sắp tới em làm đây luôn được không? Được chứ chị, được chứ. Được hả? Dạ, làm liền đi. Vậy là có bé Yến ở đây mình khỏi lo chuyện nhà đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ mình lên phòng đi, em mua nhiều quà cho anh lắm nè. Anh pha nước cho em tắm nha. Trời ơi, cảm ơn chồng em. Nè, cô là ai vậy? Tại sao cô có chìa khóa nhà này? Tôi hỏi cô mới đúng á. Cô là ai mà cô hỏi tôi là ai? Tôi là bạn gái của anh Trí, là chủ nhân của căn nhà này. Chủ nhân? Chủ nhân là chìa khóa đâu? Xong từ mở cửa vô nhà đi đứng đây chi vậy? Thì tôi để quên ở nhà rồi. Mà tôi hỏi cô là ai sao cô không trả lời tôi đi? Nó nghe nè, cô không có nghĩa vụ phải trả lời cho cô ha. Tôi với cô không quen biết gì với nhau hết trơn á. Cô với ông Trí mà có chuyện gì á thì tự gọi điện cho ông giải quyết đi. Được rồi, tôi phải làm cho ra chuyện này mới được. Alo, anh Trí hả? Em đang trước cửa nhà anh luôn nè. Mà trước cửa nhà anh á, con nhỏ nào như thằng đàn ông vậy á. Nó làm khó làm dễ không có cho em vô nhà. Cái gì? Vợ sắp cưới của anh đó hả? Anh có bị điên không? Anh nghĩ sao mà anh đi cưới nó vậy? Tôi hận anh. Tôi cũng hận cô. Còn điên. Đi làm kiếm cơm có nguyên nữa. Màn cha này cũng nhiều chiêu lắm nè. Sáng sớm gặp chuyện gì đâu không. À, ai vậy? Tôi vô được đây vậy? Xin tự giới thiệu cho cô biết, tôi là người yêu của anh Trí, tương lai là chủ của ngôi nhà này. Hôm nay tôi có nhiệm vụ test việc cho cô đó. Nè, dằn mặt ai vậy? Việc của cô bây giờ là dọn sạch sẽ từ phòng khách cho đến nhà bếp, cho đến phòng của anh Trí. Nói chung là dọn dẹp sạch sẽ hết căn nhà này trong một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ? Chọn ba cái phòng, cô có bị điên không vậy? Tôi là con người chứ không phải robot đâu. Nè nha, tôi là chủ, cô là Oxin. Oxin, nhớ nha chưa? Trả treo hả? Chưa hết nữa đâu nha. Sau một tiếng đồng hồ đó, cô hoành lại đây. Thì tôi sẽ yêu cầu một món ăn bất kỳ. Cô sẽ nói tôi ăn, nha nha. Giờ thích ăn gì nói một lần luôn đi, đỡ phải suy nghĩ. Giờ thì tôi chưa có suy nghĩ ra món ăn tôi yêu cầu, ok? Không biết cô làm xong cái yêu cầu mà dọn dẹp hôn mà đòi đặt món ăn. Ok, một tiếng gì? Ừ. Là 15 phút 36 giây. Trời, cô là con gì vậy? Chỉ có con gì mới không nhận ra tôi là con người. Nè nè, cô sẽ treo với ai vậy?
Giờ xong rồi phải không? Chưa. Bây giờ tôi suy nghĩ ra món mà tôi yêu cầu rồi. Ở trong tủ lạnh tôi có mua rất nhiều nguyên liệu đậm chất Việt Nam, nhưng mà tôi muốn cô nấu một món không phải là món Việt Nam. Ok, cô chơi tôi phải không? Ai rảnh mà chơi cô. Tôi là chủ, cô là ô xin. Tôi muốn gì cô phải đúng yêu cầu của tôi chứ. Chóng mắt lên mà coi. Gì đây? Bún cá Singapore. Chúc chị dùng ngon miệng. Cái này có khác gì bún riêu, bún bò ngoài chợ đâu. Cô tự đặt cái tên rồi nói nó là bún cá Singapore. Ở đâu ra vậy? Chị đi Singapore bao giờ chưa? Chị đi chưa? Thì chưa. Rồi chị thử chị cầm cái tô này đi qua bên Singapore chị hỏi đi. Bất kỳ ai cũng sẽ gật đầu trả lời với chị đây là bún cá Singapore. Không tin nữa phải không? Không tin nữa thì hỏi người Singapore Việt Nam mình. Ai cũng sẽ nói đây là bún cá Singapore. Giờ làm sao? Còn muốn thử gì nữa không? Muốn thử gì thử nói lần luôn đi. Tôi thành thật chúc mừng cô. Cô là mẫu bạn gái mà anh Trí đang đi tìm. Chứ không có như tôi. Chị ơi, chị bình tĩnh đi. Sao mà tôi có thể bình tĩnh được? Trong khi anh Trí nói với tôi anh đã yêu cô xin đảm đang rồi. Tôi không còn mặt mũi nào ở đây á. Chúc cô hạnh phúc. Ê điên. Hay lắm. Alo. Cô bé, cảm ơn em đã giúp anh. Cảm ơn gì? Nè, mà tại sao anh lại nói với bạn gái của anh là anh thương tôi vậy? Thì đó, cảm ơn em đã cắt những cái đuôi giùm anh. Ê, anh quá đáng vừa phải thôi nha. Tôi không phải là công cụ để anh cắt đuôi bạn gái anh đâu. Cô bé bình tĩnh đã. Làm gì phản ứng mạnh quá vậy? Yên tâm đi. Anh hứa với em không bao giờ anh để cho em thiệt đâu. Bây giờ vậy, tắt mai đi. Sẽ có tin vui liền cho em được chưa? Ok. Điên khùng. Rảnh quá hay gì. Hai chục triệu. Trời ơi, con trai này điên thiệt rồi trời ơi. Cắt có cái đuôi thôi mà 20 triệu. Gì nữa? Bộ anh dư tiền lắm hả? Kiếm chuyện xài tiền cho nghèo bớt hay gì? Cô bé nghĩ sao cũng được. Bây giờ vậy, cố gắng giúp giùm anh nha. Cắt giùm anh lần này lần cuối, hứa với em luôn. Rồi, yên tâm. Anh hứa rồi, anh sẽ hậu hĩnh cho em. Ok. Cũng may cho anh là tôi đang cần tiền nữa nha. Chứ cái hàng mà Sở Khanh với anh hả, còn lâu tôi mới giao du. Khó cưỡng lại với anh lắm. À. Thôi, cúp máy nha, đói bụng quá, ăn đi ăn bún cá Singapore cái. Vậy nha. Bún cá Singapore cái gì? Bún cá Singamai. Gì nữa? Tìm ai vậy? Anh Trí. Trời ơi, hôm nay ngày có bị đội hắc ám hay gì? Ủa? Mà chị là bạn gái của anh Trí hả? Thì muốn nghĩ bạn gái cũng được, ô xin cũng được. Trước khi tới đây á, thật lòng thì em cũng hơi lo lắng. Em sợ chị đẹp hơn em, sang hơn em, làm anh Trí mê chị hơn em. Nhưng mà may quá. Ôi trời, đẹp sang mà não ngắn cũng vậy em ơi. Đó. Tại chị nhắc em mới nói rồi nha. Anh Trí quen em á, tại vì em học trường top Sài Gòn đó nha. Trường top? Em học trường gì vậy? Thì trường top quốc gia đó. Mà trường tên gì mới được, quốc gia nhiều trường top lắm em. Khoa học xã hội nhân văn. À, vậy em học khóa nào vậy? Lâu quá em quên. Bạn học cơ sở quận mấy? Quận 3, quận 6 hay quận Tân Bình? Quận Tân Bình.
Ừ, quận Tân Bình. Ừ. Em ơi, cái trường đại học khoa học xã hội nhân văn á, nó không có nằm trong cái quận nào mà chị nói nha em. Tôi không học trường nào hết trơn á, thì sao, miễn tôi đẹp là được rồi. Bây giờ cô làm sao, cô muốn hơn tôi đúng không? Hay sao, cô muốn hơn tôi đúng không? Hay sao? Bình tĩnh lại. Chị không có hơn gì em hết trơn á. Chị thua hết trơn, chị thua toàn diện luôn á. Em chỉ giùm chị nha, em chỉ giùm chị là anh chiến hay lui tới đâu đi. Chị tới chị lại không cái. Giờ mà có thêm con áo đen nào tới nên là chị đổ bị chết liền cho em coi nè. Nè, tiền là tôi chuyển vô tài khoản cho cô hết rồi. Tới đây làm chi? Bộ anh tưởng như đó là đủ hả? Còn cái tiền bồi thường tổn thất tinh thần của tôi thì anh tính sao đây? Khùng hả? Lần đầu tiên tôi mới nghe cái chuyện mà tiền tổn thất tinh thần á. Có sao không có? Mấy con nhỏ bạn gái của anh hả, đứa nào nó cũng chửi tôi hết đó. Nó nói tôi hả là ô sin tầm thường nè, ô sin cùi bắp, ô sin củ chuối. Trời ơi, nó chửi tôi lắm luôn á. Thì có người ta mới nói, sao trách người ta được. Nhìn lên mình đi, cùi bắp thiệt. Hèn không? Phải ô sin không? Anh sao? Ê, chấp nhận làm bạn gái tôi đi. Về tôi tút tát lại cho. Đảm bảo cô sẽ thành một hot girl, không còn bị tổn thất tinh thần nữa. Ngon lành á. Hỏi nhỏ à, chịu đúng không? Đó giờ bị ai đánh trước công ty chưa? Trời ơi, dám đánh tôi trước công ty luôn hả? Ok, đánh đi. Hả? Đánh. Chuyện chi? Cho nợ đi. Ê, sao tưởng bỏ chạy vậy ta? Uê, bộ mới hả? À.